Đợi tí nhá, để thả dây. Mọi người chắc phải đi nè. Ném như này. Tạm dừng đi con. Đi sau chú Quang này. Đi sau chú cầm dây này. Ừ nha. Ngoài nó gọi là đi núi lau núi rừng. Đứng yên nha. Đứng nha. Nào lên nào. Tư bội. Tại sao đợt này hết sợ nhá? Để mang cái đây sao? Chúng sợ lắm ấy. Cháu không sợ. Nào đi, nè, đây. Đặt chân vào đây. Cháu không sợ đâu. Chú bám một cây được mà. Quay bị gãy chân này. À. Đặt đây. Này, lấy cái này không? Còn có Quỳnh cũng lấy rồi. Cỏ gì giờ này? Mày đi trước, Sơn đi trước. Đánh lên. Bình tĩnh nha. Đi đi. Không chụp đâu, không chụp được đâu. Cứ bình tĩnh nha con ơi. Đừng có quay. Đi mình đi. Ôm nhau xong chắc ăn. Không cỡ gì đâu nhỉ. Đưa tay cho mẹ. Này mình có một trận dư bí. Chỗ này còn cao lắm em. Nhớ đời. Mọi người đi qua máy ảnh thả like cái, thả like. Bây giờ một người lớn ôm một trẻ con đi dễ. Cứ bình tĩnh. Cứ một người ôm trẻ con. Được. Ok, không có đi kèm một lần nhá. Cầm đi để băng nha. Tấn ơi, Tấn đo cái này cho chị nhá. À, cầm nhé. Miu à? À, Miu rồi. Bác Vinh. Đây, từ từ nhá, để chị lên đã xong rồi. Chồng ơi, chồng lên đi để cho em có thể. Chưa có chỗ, cứ bình tĩnh nha chị. Không có thế đừng lên, bởi vì trên chứ đừng. Bình tĩnh. Nếu mà ai mới mà kéo là anh ngã đây không có cái. Không, anh đây, đứng ở đây mà, đứng cái trụ mà. Em quay không, nhưng mà... Đấy, cái này mắc qua trụ này. Đừng, cắn nào. Cái kia của ai Tấn? Của em. Không anh không? Đứng ở đây, quay. Con cứ đứng ngay bác. Đứng ngay. Tao ấy thích không con? Bình tĩnh, ăn con đã, bình tĩnh. Mọi người bỏ dây nhá, buông dây nhá. Bám vào dây đi. Bám rồi. Cứ bám vào dây mà đi. Mấy đứa trên kia lớn là đi chậm đi con nhá. Chồng đi, ông đi. Ok, được đi. Thanh niên hết rồi. Chồng đấy. Tập trung là được. Đi quan sát. Hả? Cháu Quyên. Đi. Không, tập trung à. Bám vào cột nhá. Được rồi, ok. Đỡ ở dưới thôi. Đó. Cẩn thận chân nhá. Tự bươn chải đấy. Bạn này, nếu thật thì bạn này bươn chải không được. Chẳng như đời gì á. Đúng ở đây. Các con tự đi, khi nào cần hỗ trợ thì báo nhá. Vẫn không quên giữ được hình ảnh. Nào, ok. Phiêu lưu. Ôi, sorry anh. Từ đây còn phiêu lưu nữa. Anh với ngay 10 mét rồi thì bây giờ thế nào anh nhỉ? Tấn đỡ cho con Hoa. Chậm thôi nhá.
có bám bám bác. Cứ đứng bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cứ từ từ. Cứ di chuyển mọi. Nếu đứng kia là chủ động đi, nếu mà cần hỗ trợ thì báo nhá. Em nửa đôi rồi mà. Bạn bác Vinh ơi, sắp được 12 mét rồi. Đừng tắt cho đi cái. Đi con. Đi đi. Nửa đường chưa? Rồi. Bước nha, tránh cái lá cây ra, dẫm lên nó. Dẫm lên, băng qua. Cây nhìn nho nhóc rồi kìa. Sao kiểu như là đi di tản đấy nhỉ? Tí nữa phải tháo ra không cần buồn cơ chị ạ. Chắc mà. Vòng mà. Chắc mà. Không, thôi một vòng em thả. Vòng này này. Đấy, vòng như thế này. Ôi quả kia nó căng hết rồi. Em muốn giữ để em đưa cái cam này cho dễ này. Đấy ra tì vãng được không? Bây giờ để đây đẹp hơn. Nét mệt mỏi đã hiện trên khuôn mặt chị Hoa. Tôi sợ hãi lắm. Nhưng không quên giữ hình ảnh nhé chị nhé. Minh thử quay Minh đi Minh ơi. Quay lại đây hai chị em. Tôi đã lên được. Xin chào mọi người ạ. Tôi đã lên được 12 mét rồi. Được 12 phút chưa loan ơi. Đang khai hoan. Chưa có đường. Ai chưa đoàn đấy? Anh sao tự nhiên mình lại trở thành đội dẫn đầu lúc nào nhá? Dẫn đầu cái gì nữa bà? Tháo dây. Em yên tâm. Tháo dây nhá. Cũng chỉ cách đây 2 mét rưỡi thôi. Tháo dây nào. Để cho lên đoạn nữa. Dẫn đoạn chỉ cách đây 2 mét rưỡi thôi đúng không? Để lên lịch. Khá là lâu con nhỉ? Lâu. Thanh niên thì. Ê, Lan ơi, em đứng cái đây tướng đấy nó hơi ấy đấy, nên là mình có thể chỉnh lại mà. Vậy em có thể sao? Rất là thể hiện bản chất của Lan mà. Chúng ta nên phải sống rất. Mày thấy không, anh lên đây anh ngồi như này đúng bản chất anh luôn. Rồi, để em như này. Ui dồi, ai ngã rồi đấy. Cái gì đấy? Nó bứt đá ra. À, tưởng ông nào nằm rồi đấy. Anh em ở dưới mắc võng ngủ đây tí rồi tí đi. Đây là Hưng đẹp trai. Hai. Hai. Nghe cái giọng đã thấy men rồi. Hai. Hai. Nghe. Chào Minh cả. Nghe giọng mà thấy thiếu nữ rồi. Những bài cốt tình cho ta như thế. Đây là cột mốc từ nay cột mốc này sẽ tên là Minh gà. Có bút không để ghi vào đây. Bảo mọi người vô lên. Chào, đây là gia đình nhà chị Hương. Mọi người, mọi người 1, 2, 3 ở dưới đồng loạt giơ tay lên vẫy nha. 1, 2, 3. Kinh, đạo diễn đấy. Mình đã rất là có nghề lại, quay. Lại nhá, bảo mọi người lại. Cả cái thành xuân. Anh thông giả người trên núi, giả người trưởng công người. Nhất con dài. Con dài. Ây da. Mẹ. Cọc có đông mà đâm vào giữa mông rồi. Sao ai cọc đây nhỉ? Anh đi thôi đi để em kéo em đi. Đi đi. Anh Khôi nhìn cái giống cái ông gì trong phim hoạt hình Up ấy, anh biết phim đấy không? Không biết. Cái ông mà chế khinh khí cầu bằng một đống bong bóng bay cả cái nhà lên. Chịu. Cái pin nào? Up. Không biết đấy. Đúng là bên trên này đi. Đang tí đang mở đường. Em qua em ơi. Anh tôi bây giờ còn đang mặt không một tí máu. Vừa mới ngồi xe đến. Ấp biết cái gì. Chưa được ăn gì. Biết cái gì mệt bó bà. Đây
ở trên đây có cọc. Quay mặt ở đây lên hình này. Đang tưởng đi nghỉ dưỡng. Xe cô em tưởng đi nghỉ dưỡng. Anh ơi, có cọc xây nhà này. Trên này có chuẩn bị làm cái nhà. Thế cho cọc xây nhà. Thật đấy chị? Đấy. Ai xây trên đây? Đây là cái mốc người ta cắm. Cấm đào. Cọc xây nhà. Chị liên thuyên như thấy lâu chưa? Từ lúc này xây resort xong. Từ lúc chị chơi với xeo Hà Nội 2. Mình từ lúc xây resort xong. Đâu? Hơi biêng biêng. Trời ơi, bồi mát. Có rất nhiều các con. Ô, đoạn này dễ đi hơn rồi. Đoạn này dễ đi hơn. Đường này có cái gì đâu phải... Anh Cường đi qua đi để em cắt... cắt phim. Anh chốt đơn. Em thích chốt đấy. Sao? Chốt đơn. Em anh đứng đây đến tối. Anh đang live stream anh em mình live nhau đến tối. Tí nữa cả hội giấy bắt đầu hai ông bắt đầu. Hai ông mai cũng không chịu về. Không, ta không về. Anh để em để em quay. Anh Cường em bảo anh về đi để em mà. Anh uống nghỉ dưỡng đi, anh về anh lấy quyền nào trèo ra dưới hồ nằm sướng.